Trải qua hơn một thập kỷ dẫn đầu ngành thực phẩm bổ sung, Duy Nguyễn luôn nhạy bén với tất cả những thực phẩm bổ sung tại thị trường Việt Nam. Lần hợp tác với Protein Fabricant này, anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng dường như anh vẫn phải sốc nặng với khác biệt mà một nhà sản xuất Bắc Âu mang lại. Một quy cách đóng gói mà khiến cho ông vua ngành súp như anh khó lòng chấp nhận. Waitec và Big Mart được đóng như một thùng sơn. Em biết phó thứ hai rồi nha. Thôi mày biết rồi nói luôn. Thì cái này á, họ nhìn cái nắp nè, tôi chưa biết cách mở nữa, tôi thiệt. Tôi chưa biết cách mở nữa. Cái thằng này nó có cái phốt đó là nó bắt kinh của nó. Cái bắt kinh thằng này nó hơi bị lạ mà. Nó không có đóng thùng gỗ mà nó cũng đóng thùng sắt cho cái này mà để cái thùng này không à. Nó để cái thùng này không như vậy nè. Đó, tức là cái bắt kinh mà BBT nhận được thì chờ chút xíu để show cho bạn coi luôn. Đây. Đó. Cái bắt kinh của nó đó. Bạn thấy cái bắt kinh đó chưa? Nó đóng những cái thùng này chồng vô vậy nè. Thì cũng chuyện bình thường thôi, mà chỉ cho nó sợ lạc thôi, sợ mất hoa, sợ mất hàng. Ví dụ như lâu lâu anh em nào ngứa ngứa nó chơm đồ, hiểu không? Nó cầm thủng sách đi về không biết được. Nhưng mà cái vấn đề á, nó xảy ra khi mà chúng ta ship xa, chúng ta shipping đó bạn. Vấn đề nó xảy ra là hai thùng nó chồng nó đang vậy, hiểu không? Cái vấn đề nó xảy ra nè, khi mà đi shipping á thì cái dịch vụ ship của Việt Nam nó làm từ lương dưa hết, nó ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Nó sẽ nặng á, ví dụ như tôi 7kg tôi kiêng nổi, 7kg tôi thì nổi đi, còn ông nội kia tay ốm rung bật cái này giọng cái đùng xuống đó, giọng một cái đùng xuống luôn nha, thì nó dẫn tới nó bể cái gọi là nó bị, không phải bể mà nó bị cong cong quẹo quẹo cái lớp ở trong này, mà lớp trong này làm mấy cái khóa để cho khóa hợp kính lại, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng có thể là nó bị hư cái khóa luôn đó, hư cái khóa luôn. Thì cái trường hợp này á, mấy bạn nào mua hàng ở đại lý á thì nhiều khi xui xui dính, còn hoặc là shipper nè, đúng không? Nó cầm cái tụ nó chất lên xe mà bạn, mà hiểu không? Chất lên xe. Một thằng đứng trên xe tải. Một thằng đứng trên xe nha, một thằng đứng dưới đất. Nó cầm này nó quăng đùng lên, đó. Nó cầm nó quăng lên cho kia chụp. Nó cầm nó quăng lên cho kia chụp, cái kia chụp trúng thì không sao, kia chụp phục cái đó. Bụp. Đó, mày hư. Thì cái tình trạng nó sẽ dễ xảy ra đối với những bạn mua hàng ở đại lý ở tỉnh mà tỉnh xa. Thì đại lý tỉnh xa thì BBT ship hàng. Còn bạn mua hàng ở trong Sài Gòn thì đỡ hơn. Trong Sài Gòn BBT có xe riêng chở đi thì bảo đảm không nào dám quăng hàng đâu, nên nó sẽ không bị. Nên nhiều khi các bạn mua hàng ở địa lý xa xa đó, nó bị này bị kia đó, thì cái đại lý đó được quyền thanh lý cho các bạn. Giá dạng như nửa hàng nó bị lủng liếc do vận chuyển này nọ đó, thì đại lý có quyền thanh lý, nên giá nhiều khi nó mềm hơn xíu, hay là tặng quà gì đó, ôm hung ôm hít gì đó. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.